ông chúa chân đề. Nhớ sấm vàng trời xanh, công thần thương sông lướt ngơ, sông lửa tránh tớ bờ đi mặn, cộng lúc nào không biêu hèn, dù bời ta ta đường, dù ngàn phương trong ca em ta nào có chi thân mã phi đao, thì dù anh nào lòng một lòng ra tới đường rõ. Có phải chăng là nữ tướng viên ban dục mã binh xâm lấn biên thùy, cho hạ cơ người đem binh xâm lấn trường xa đấu tranh phẹt này đó, cho xuống biển sao biết đánh biển thôi, cho lên non sao biết được non cao, không có đây ai biết nó anh hào, không có đó ai biết đây hào kiệt, phải quốc gia hư vong thất phu hữu trách, dù gái hay trai cũng rằng đứng lên diệt lũ xâm lăng, đã đến đây rồi chứ giống dài nói nhiều mà làm chi, ta cùng nhau giao đấu tranh tài cao thấp đó, tay thủ chấp thần thơ quyết so tài kéo hạ mời we'll be right back.
đến đây là đâu lòng thấy nỗi nào nghĩa sao sát giờ đường dài người đây cảm gì đó chẳng lành. Quân Dương tha thứ lỗi lầm tình đầu chia cắt. Đôi tim mong ước muôn đời hẹn kiếp lại sinh. Không. Đừng chờ mong tình ta cắt ngang lìa xa ai lòng em nhói đau. Bạch Tư. Vậy mà ta lại cần một người con gái mà vẫn hồn son đã mềm lòng cha quân thờ thiệt đấy ơi. Dạ ta đã lầm sai, không phải ta đã lầm sai rồi phải không? Trời ơi hỡi cao xanh đất dài nghe lời ta, hãy phá cho ta nát bạch gia trang. Ta chỉ mong rằng
người ta yêu ta quý. Dương huynh, để đây tuân lệnh, nhưng giờ đây xương Dương huynh hãy hồi chiều lập tức. Phải, ta đã lỡ làm những hứa lừa với Dương phi vì một người con gái không vẹn chữ tình. Về chiều thôi, ta sẽ phong cho Dương phi chức Dương hậu. Theo ta, ngươi đây. Dạ. Hãy theo ta trở về chiều nội. Tuấn lên hoàng tướng hồi cung. Nhanh lên. Dạ. Thế là ta đã thành công. Ta đã thành công rồi. Chấm miễn lễ, các khanh hãy bình thân. Đội ơn bệ hạ. Sao trong khoa trường tuyển sinh kết quả như thế nào, các khanh hãy phân cho tường tận. Dạ. Muốn tới hoàng thượng, thần đã dâng lời của thánh vương. Mở trường đi đã tiễn được một nhân tài. Họ đã đang sang đất nước. Vậy à? Dạ. Hay lắm. Thế nào, các khanh hãy phân qua cho cặp đoàn. Kết quả ra sao rồi? Nào, ngữ đệ cùng dạ. Các quan. Thưa Dương huynh, chẳng những có một anh tài ba, có cả hai tài vũ đều như nhau. Như nhau. Đang chờ đợi lệnh người ở ngoài bên kia, đợi lệnh của thiên nhân chào. Để mà bái kiếm Dương huynh. Dương huynh hãy cho vào đây. Hay lắm. Được. Hãy truyền cho vào. Quả nhân miễn lễ, nhị vị tân khoa hãy bình thân. Đội ơn bệ hạ. Ở đây ai tên là Huỳnh Nguyên? Dạ, kẻ hạ thần tên gọi Huỳnh Nguyên. Mà kìa, dung mạo xưng anh hùng, quy vũ tựa cát lân, truyền phong chức tháng qua chờ lệnh phán. Chỗ tài chinh chiến. Đội ơn bệ hạ. Còn ai tên gọi là Bạch Nguyên? Còn ai tên gọi là Bạch Nguyên? Dạ thần. Được. Hay lắm.
nhìn dốc người nhỏ nhắn, nhưng chắc là rất là tài. Được rồi, ta cho phép khanh được diện kiên long nhan. Dạ thưa Dương huynh, nhỏ nhưng có võ. Phải, ta cũng nghĩ như vậy. Dạ. Dạ. Nhóc kia, diện kiến long nhan kìa. Bình tĩnh, bình tĩnh, đừng run. Bình tĩnh, đừng run. Mạnh dạn lên. Lùi ra. Đứt đầu, đứt đầu, đứt đầu. Trời ơi, Dương huynh đẹp trai quá Dương huynh ha. Người đệ à? Dạ dạ. Nhìn dung mạo này dung. Dạ. Dung mạo này sao? Sao 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 Dương huynh? Ta nhớ. Nhớ ta nhớ. Đã gặp ở đâu rồi nè? Gặp ở đâu rồi? À, phải rồi. Dạ, gặp ở đâu? Gặp ở đâu Dương huynh? Dạ. Chắc người giống người. Người giống người. Gặp ở đâu mà cũng không nhớ nữa. Trời ơi. Mới gặp. Dạ. Nhớ rồi. Dạ. Bạch Nguyên. Dạ. Năm nay khanh được bao nhiêu niên kỷ? Dạ, thần 12 tuổi. Trời ơi 12, trời ơi. Dạ đúng rồi. Gặp cái rụng. Bình tĩnh, rồi. Bình tĩnh. Gặp cái rụng rồi, tay chân hết rồi. Thần 20 tuổi. Ừ. Nói 11 là chặt đầu liền á. Trời đất ơi, dốc người này mà 12 tuổi chắc ta cũng tin lắm à. Dạ, 20 tuổi Dương huynh. 20 tuổi hả? Dạ, dạ. À, rồi có ra lập gia thất gì chưa? Có rồi. Hả? Vậy à? Có đâu? Hả? Chưa. Chưa có lấy chồng. Trời ơi. Chưa có lấy vợ. À, còn con trai nhăn nhẻo à? Ừ. Tốt lắm. Con trai nhăn nhẻo, đúng rồi. Tướng đàn ông vậy mà có chồng. Ừ. Được rồi, hay lắm. Còn trẻ, nè, còn trẻ. Giới chốn bể rồng, chấm sắc phong đó là quyền di quốc trạng. Thánh hoàng giảng giảng suy. Điều chi? Ở ngoài ô mau điều chi? Báo cấp báo. Điều chi? Dạ, nơi viên trào. Điều gì? Giao cạnh không có tài trong nước. Giao thiên giới anh hùng. Quả là một trang tài vô. Quốc cụ thế nào? Dạ, cho nên thần về đây mong hoàng thượng cứ giúp mà cử một vị tướng tài ca ta trường giáo. Xin Dương huynh hãy cho em sống ta tận chốn xa trường. Hoàng thượng, bệ hạ. Được rồi. Bệ hạ cho thần đi, thần ở đây thần chịu không nổi đâu. Ta đã hiểu được tấm lòng trung hiệp các khanh. Vậy hỡi các tôi thần. Dạ. Nơi triều ca truyền nội giám quan, truyền dân cúc tử. Cúc tử. Dạ, có đây luôn Dương huynh. Dạ. Dạ, có sẵn. Dạ. Cho ta được đích thân mời quyền di quốc trạng. Trời đất ơi. Mời ông đó, ông cứ liếc liếc hoài à. Bể chuyện bây giờ liếc liếc hoài. Có khiêu, đi ra ngoài kia đứng bể đi vậy. Đừng dạ. Đứng gần, xa xa ra xíu. Cho đến gần chút. Đứng gần nguy hiểm. Sắp đi rồi. Thôi được rồi. Quốc trạng nơi đây là điện Kim Loan chứ không phải nhà riêng. Ờ, Kim Loan. Xuống rồi kìa. Kim Loan. Đây, chén rượu này ta thưởng ban cho khanh trước giờ lên đường đánh giặc. Xin trời ơi bệ hạ. Phạm thượng. Mời khanh mong đến ngày khanh quay trở về. Ngày quan ca ta mừng chiến thắng không đâu. Ta sẽ thương vàng cho
dạ. Đánh giặc phải hùng hồn. Biết rồi, hay lắm. Dạ. Được rồi. Các khanh, dạ, hãy mau sớm lên đường giết trừ quân giặc. Phổ ta nào, chúng ta cùng sống qua giết giặc. Chúc các khanh tức thắng quay về. Ta bãi hầu cho hai khanh. Sao lạ vậy cả? Bạch Nguyên, Bạch Nguyên, quyền gì quốc đàn gợi cho ta nhớ đến một giai nhân. Nỗi buồn nặng cũng mau chóng trôi qua. Thôi, đừng nhớ tới nữa. Đừng nhớ tới nữa. Tranh là đấu cùng giao
chiên chức tích là gì phải không? Nãy giờ ta đau bụng quá nên quên hỏi. Nhìn thấy nàng xinh đẹp phương phi, nơi chốn nước nàng tên họ là chi, chức tước thế nào cho ta được biết? Nơi chốn phiên đầu danh gọi là Ngọc Nga, Ngọc ta Nga. Chức hiệu là công chúa. Nói lời đã nói, ta khó thể vượt qua. Vậy thì nếu chàng chẳng bằng lòng cùng ta gả nghĩa châu Trần, thì giữa nơi đây hai ta đồng giao chiến. Được, nếu chuông kia không đánh, sao biết được tiếng ngân? Chờ ta gì lắm. Sao? Mẹ đánh nha con, đừng cao nghe con. Ta quyết sẽ cho nhà ngươi biết thế nào là võ giống. Mời, mời. Hey, hay à? Hơi sao rồi? Trời, tôi đau bụng hả? Để tôi. Thầm lặng trời. Trong qua thấy ai quá xinh trời. Trời ơi, ta đây xuyên xào trái tim. Trời ơi, trời ơi, cái gì cái đẹp kia? Quá đẹp quá. Chết à. Hỡi nàng xin kết duyên ai kia. Nàng ơi, nàng ơi, xin hãy lần đầu tương kiến ta đau điên tâm hồn đi na mắt lòng lần na sang na ngời như ngàn chỉ sao vì uống cầm mà như lần đầu gặp gỡ bỗng làm cho con tim nó sao xuyến thổn thức, làm con tim của ta không có ngủ yên. Chốn tống trào hết kẻ tài ba, đem cái tính tiêu danh tiểu tốt về ra đây giao đấu cùng công chúa. Nhờ nàng muốn biết tên ta, nàng không biết là nói là vô danh tiểu tốt, nhưng nàng hãy nghe cho rõ đi, ta chính là ngữ để nó tống trào mà người ta thường gọi là ngữ để kiếm hùng giang danh quay thế. À, tai từng mắng mắt chưa từng thấy, nay đã toàn mắt thấy tai nghe. Thế sao? Thế nào? Vậy thì nay ta chơi sao? À, không mà ta đi nơi này quý châu đánh tóc châu nơi này có tài gì mau ba đây ra ta cùng đấu đánh tàn nhau. Đó, đây nói đó nhiều thôi em ơi.
Quyết thủ chấp thần thương, quyết chủ đắp tần duyên. Duyên duyên. Cái thằng này là bọn nó muốn vợ mà dịch sao hả? Người ta bệnh móng chuồng, còn đây bệnh vớ muồng muốn vợ. Vớ muồng, vớ muồng. Quyết thủ chấp thần thương, cho biết tài cao thấp. Hay à, đánh à, đánh à, đánh thì đánh. Người đẹp đánh cũng thấy dễ thương nữa ta. Hay à, hay à. Toàn thân chưa đậm ướt mà tướng Tống Tàu đã tả lỵ nơi tương. Quả là phi thường, đánh Đức Sở Dĩ nói luôn. Nè, giỏi quá, dễ thương quá, cái miệng gực. Nín nè, ai cho mi khen? Đẹp thì ta khen. Không cho mi khen. Nét đẹp mặn mà. Thằng này cho bến thôi, ở chốn Tống Tàu cho nó muốn vợ dữ lắm nè. Đâu có, đâu có yêu ai đâu. Ở trên đời này gặp cái yêu liền là có một người thôi đó, là ai? Nàng đó, nàng đó. Giả cái mỏ nhà mi bây giờ. Đừng có ghẹt cái mỏ, cái mỏ cái thành con ma nói ngọng rồi đó. Nè, muốn đứng dậy không? Muốn lắm chứ. Đứng dậy đi. Đứng mà đứng kế nàng luôn nha. Rồi, đứng lên rồi đó. Xem ra. Nè. Hả? Tướng Tống Trào phải không? Phải. Nghe tôi nói nè. Thế nào? Biết người tướng quân hồi nãy không? Biết chứ, là Nguyên Soái triều đình mà. Nguyên Soái? Hồi nãy tên gì tôi quên rồi kìa. Đó là Nguyên Soái Bạch Nguyên. Bạch Nguyên? Phải. Ồ, vậy à, chúng Tống Trào quả là có nhiều người tài giỏi. Này, này tướng quân ơi. Có ta, có ta. Chắc có lẽ công tơ bà Nguyệt sẽ vui gì. Thế à? Phải lấy chi bà Nguyệt kéo đầy đứa. Trời ơi, vậy là chịu rồi, chịu rồi. Đẩy đưa làm sao em nói nữa. Thế nào? Cho tướng Tống ban hội ngộ cái phiền. Chỉ là vô rồi, vô rồi. Đôi tình mặn mà quyền thề dân đen. Thế à, ta cũng thề với nàng đó. Bye.
đời đã tốt ca như thiết thạch tông dời. Nàng nói rõ ai là ông Mai. Thì đó, hồi nãy tôi nói rồi đó. Nếu mà tướng quân làm mai tôi với tướng quân hồi nãy mà được gái nghiêng cầm sách thì trọn đời xin cảm ơn ông Mai. Hả? Ông Mai. Ừ? Làm mai cho ai và làm mai từ bao giờ? Làm mai. Thì đó, hồi nãy tướng quân nói tướng quân hứa làm mai cho tôi với Lợi Quỳnh Nguyên đó. Trời ơi, trời ơi, sầu cái quá mạng vậy trời. Tưởng mình không à. Hồi nãy giờ lả lơi, đổ mồ hôi cha mồ hôi con muốn chết luôn à. Bây giờ tự nhiên kêu tôi làm mai. Trời ơi, sống nổi không nè trời. Kia vậy, đó vậy, làm sao mai được nè trời. Vậy vậy làm sao mai nè trời. Là sao tức quân. Kia vậy, đó vậy, vậy vậy sao làm mai nè trời. Vậy vậy là sao. Nói sao muốn tôi làm mai cho nguyên tướng số quân, Bạch Nguyên hả? Nếu mà người làm mai với tôi cho tướng quân Bạch Nguyên Nam Chiến cầm sách, tôi hứa là tam niên tiểu công, tam niên tiểu công, lục niên đại công, đại công, tôi sẽ tả hàng thơ hàng biểu trao lại cho tướng quân trở về nơi tông địa. Dân hàng thơ luôn à? Dạ. Yêu rồi. Yêu. Mới gặp yêu rồi. Dạ yêu quá yêu rồi. Nhìn cái tướng nhỏ xíu của tôi luôn. Yêu luôn. Nhỏ mà có vỏ. Nè nè, nhưng mà không có hối hận nha. Cái gì mà hối hận? Vậy 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 không có hối hận nha. Cái gì? Vậy 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 không có hối hận nha. Tôi nói cho tôi làm mai được rồi á, nhưng mà đừng có hối hận rồi nha. Tôi đâu có biết gì mà vậy. Nè, yêu chi yêu quá yêu chi mà đành đón yêu. Ôi duyên tơ hồng sẽ đến làm sao ngàn đời. Người ông kia có răng tính tình làm sao yêu á. Bây giờ ta nói mai với nàng trong nguyên sói. Rồi nhớ dân hàng thơ hàng biểu cho ta. Hứa. Nha. Rồi cho ta về Tống Quốc nha. Rồi hãy đỡ tin vui của ta. Chào. Trời ơi cái này làm mai. Làm mai vậy vậy sao mai nè trời ơi người ta gì sao mai em biết nữa. Nguyên sói ơi. Trời ơi. Bây giờ Nguyên sói ơi. Nguy hiểm Nguyên sói ơi. Chuyện gì nguy hiểm? Cái chuyện này động trời động đất lắm. Chuyện cái chuyện này không trời. Ngờ, không ngờ, không ngờ tới được. Không có chuyện gì bây giờ này dòm tôi nè, bầu dây nè mà còn làm đàn ông được, cái chuyện gì mà nguy hiểm nữa. Trời ơi, nếu nói đàn ông người ta có nói gì. Chuyện mà gì? Nguyên sói biết không? Nguyên sói làm đàn ông cũng có người thương nữa. Ngộ. Cái viên ngầm. Ai thương? Nhỏ mà có vỏ. Ai thương tôi? Trời ơi, tôi có gặp ai đâu mà thương. Trời ơi, Nguyên sói lúc mà đánh trận á, đánh trận với là công chúa biên bang á. Rồi sao? Hai người đánh với nhau tự nhiên cảm tài cảm mến của Nguyên sói, rồi bắt tôi á, được rồi bắt tôi làm mai Nguyên sói cho bả đó. Trời ơi, tôi dày rồi bả cũng dày sao được? Bởi vậy? Trời ơi, không có được. Nguyên sói gì? Vậy vậy làm sao mà được? Trời ơi. Trời ơi, không có được đâu, đừng có đùa.
mà nữa. Nè, nhưng mà bây giờ Nguyên Soái ơi, Nguyên Soái nghe tôi nói nè. Nói đi. Bây giờ Ngộ Biến Tùng Quyền, bây giờ bả cũng giỏi lắm. Bả muốn về giúp nước Tống Mang mình. Bả muốn á, nếu mà làm ai được Nguyên Soái cho bả, bả dâng hàng thơ và ba năm cống lần lần nữa. Dâng hàng thơ và phải. Ba năm cống. Bây giờ Ngộ Biến Tùng Quyền chứ biết sao. Ta sẽ được yên tâm. Đúng đúng, không còn giao tranh nữa. Không còn giao tranh, chồng ta sẽ không lo buồn. Đúng rồi. Vì chồng ta, ta sẽ hy sinh tất cả. Được. Hả? Ta tình nguyện làm đàn ông. Hả? Làm đàn ông. Làm đàn ông một trận. Rồi 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 rồi. Này nè, giỡn đàn ông men lên. Ngầu lên, ngầu lên. Ngầu lên, ngầu lên. Ngầu lên nha. Mà quay phong lên. Làm quay phong lên, làm quay phong lên. Quay phong. Đứng cái tướng kiểu đó mà đàn ông cái gì không biết nữa. Ta dày mà nàng kia cũng dày rồi tối động phòng. Không có ai biết đâu. Thì mình lấy hàng thơ xong mình về Tống Quốc làm sao mà động phòng được. Thôi thì tới đâu tới đó. Rồi rồi nhớ nhớ nha. Dữ dằn lên, dữ dằn lên. Hey. Trời ơi giống nhát mà đau quá. Đàng hoàng nghiêng ngang lên đàng hoàng. Chu cái mỏ lên xíu. Trời ơi quá đáng, quá đáng. Cái này giống cá chê quá. Trời ơi, trời ơi, nói giờ tôi nghiêm đâu phải đàn ông. Nghiêm trang lên. Nghiêm trang lên. Rồi, rồi, về đó, vừa đó, đó. Trời ơi, con khúc sao nhiều người thương vậy trời. À, công chúa Viên Bang ơi. Công chúa Viên Bang à. Mệt quá công chúa ơi. Ra đây, ra đây. Trời ơi công chúa biết không, tôi phải năn nỉ Nguyên Soái á, đổ mồ hôi hột á, là mồ hôi một chai con vậy ra hết. Trời ơi bây giờ á, nhờ tôi năn nỉ cho nên Nguyên Soái đã bằng lòng rồi. Đã bằng lòng rồi à? Phải bằng lòng rồi. Vậy bây giờ sao tướng quân? Bây giờ á, lúc mà chiến trận á thì là Nguyên Soái với nhau. Dạ. Nhưng mà bây giờ có tình cảm nhau rồi thì công chúa phải thùy mị ra mắt bển. Thùy mị? Phải, mình không làm cái. Tôi là võ tướng quen rồi. Bây giờ thùy mị, thùy mị sao tướng quân? Hả? Thùy mị sao? Thùy mị không biết hả? Không. Nãy giờ đánh trận không hả? Không biết. Trời ơi, bởi vì nói không, lỗi đánh trận không làm sao lấy chồng được. Nè, coi tôi thùy mị nè. Qua bên. Ngồi đi. Nói nó, coi. Trời ơi. Trời. Bỏ cái chân xuống. Khép nép lại. Sói mà ngồi kỳ vậy đó nè. Bây giờ Thùy Mỹ lại nha. Đứng ngoài, đứng ngoài, đứng ngoài. Nhắc ghế, ngồi. Đây, nhắc ghế. Đứng ngoài đi. Này. Vi sói đây đang ngồi nè, Vi sói. Để đó cho ta. Đó, hơi hoài, hơi hoài. Hoài quá trời hoài luôn. Vi sói ngồi đi, Vi sói. Bây giờ, ra mắt đi. Mệt lắm rồi nghe Vi sói. Không biết hả? Để ta chỉ cho nghe. Chỉ lần thôi nghe. Chỉ lần thôi. Phải biết nha. Đi tướng Thùy Mỹ đông trang nha. Coi nè, có ta nè. Đi tướng Thùy Mỹ qua, ra mắt người yêu. Đá lông nheo đồng ngoài. Trời ơi, trời ơi. Bó xoay. Được không, được không, được không. Trời ơi, cái tướng gì. Giống bó xoay. Giống một dân tịch. Bà chết mà. Hôm nay ta phát hiện ra bó xoay giống một người ơi quá. Trời đất ơi. Trễ rồi, lẽ trễ rồi. Thôi kệ, không sao đâu bó xoay. Dạ. Dầu sao bây giờ ta rảnh rồi, ta không đi đâu được hết. Hả? Yên tâm đi. Còn nữa hả? 2 giờ cũng được. Hả? Nghe chón chón tăng ghen. Bây giờ ta biết rồi. Rồi, bây giờ giờ vậy phải không? Đi thì mỹ đàng hoàng đó. Như liễu hoàng trước gió. Trời ơi, tưởng cái gì cái này vậy? Rồi, đi liễu hoàng phải không? Thôi. Trời ơi, ơi, làm gì đây vậy? Làm cái gì vậy? Chứ sao? Ngứa đâu? Trời đất ơi, người ta nó cắn vô đây làm viên rồi nè, tự nhiên trọt vô đây chứ vậy? Ê, thời gian lâu quá. Đói lắm rồi. Vi sói này mấy đó, ngày nay lôi chồng đánh trận. Được rồi. Đi. À, Thùy Mị. Giống cậu muốn thiêu không? Thấy bả tôi hết muốn ăn rồi. Ra mắt. Quay lại. Lấy vô. Quay lại. Dạ. Dạ. Em là Nguyên Soái Viên Bang. Công chúa Viên Bang. Dạ, em là công chúa Viên Bang. Xin ra mắt Nguyên Soái Bạch Nguyên. Dạ, xin ra mắt Nguyên Soái Bạch Nguyên. Nẫn cái đồ quỷ sứ. Trời ơi, cái gì mà đồ quỷ sứ không biết nữa. Rồi, nói chuyện đi. Nói cái gì? Người ta kêu quỷ sứ á. Kêu quỷ dạ so lại. Quỷ dạ so. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, nó lại vậy. Trời ơi, con nói chơi, nó đùa vậy thôi. Nhập tôi mất nước, mày bảo quá. Không phải, kêu công chúa dễ thương. Công chúa dễ thương.
Đó, dạ. Vô anh. Rồi, được rồi, phải không? Nói tiếp. Bây giờ sao? Cái ý muốn nói gì nói đi. Biết gì chết liền. Trời đất ơi, có lo đánh trận không biết hả? À. Dạ, em vào đây là để... Dạ, em vào đây là để... Đứng gần lại. Em vào đây là để... Dạ, em vào đây là để... Nói, để làm gì? Nói đi. Để làm gì? Trời ơi, bà này sao bà làm gì? Ông này làm dữ quá. Em vào đây là để... Em vào đây là để... Làm gì? Em vào đây là để... Là để... Xin muối ăn chè. Xin muối ăn chè. Ăn một mình đi. Cái gì kỳ cục vậy? Ai có muối mà cho ăn chè? Muốn ăn nấu một nồi cái gì kỳ với tôi quá. Quên. À, bên bển hay ăn vậy lắm á. Bị cử đường. Bị cử đường. Cho nên ăn muối à. Dạ. Thôi bây giờ... Trời ơi. Thôi. Vậy đi. Bây giờ đó, đến lượt ta. Ông chuẩn bị ra quay rồi đó. Ông chịu rồi. Công chúa. Đó, tình tự liền hai người. Bốn mắt nhìn nhau tình từ. Cười lớn lên. Công chúa. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, tình yêu gì thô bạo vậy? Cái gì vậy? Đứng lên. Trời ơi, cái gì vậy? Cái này bị lố. Nhỏ mà còn lùn nữa. Nhỏ mà còn quỳ. Đang quỳ xuống tỏ nhỏ, cái đồ. Nhỏ mà còn công quỳ. Công chúa. Cái gì vậy? Trời ơi. Công chúa ơi, ta rất mừng vì công chúa à. Yêu ta. Nước ta cầu hôn vậy hả? À, nước này cầu hôn kỳ cục vậy trời ơi. Ta rất hạnh phúc đi. Đó. Tình tứ liền. Đỡ lên. Ôm cái con. Trời ơi. Ôm vô. Công chúa. Đi, nổi da gà. Trời ơi, cái gì đâu. Trời ơi, tôi yêu ông rồi. Tướng quân ơi, tôi yêu ông rồi. Tôi khi tôi nhìn kỹ lại. Sao? Tôi nhìn kỹ lại. Nhìn kỹ bằng lòng rồi không? Đó, bằng lòng rồi. Thôi bây giờ, ta nói công chúa nghe. Bây giờ, chúng ta đã nên tình nghĩa. Dạ, được rồi. Công chúa hãy giữ đúng lời hứa. Dâng hạt thơ cho chồng ta. Rồi sau đó ta và công chúa sẽ gặp nhau. Gặp nhau thôi, đừng có động phòng. Động phòng lộ. Đâu có được. Bây giờ biểu dâng hạt thơ cho chồng ta đi. Rồi, công chúa, lời hứa. Người ta đã giữ rồi đó, bây giờ mình phải đem hạt thơ. Này Quỳnh Nguyên Nguyên Soái, một lời đã nói, bốn chúa ngựa có qua. Đây, hạt thơ hàm biểu trao lai, cho đó trở về nỗi tâm. Đa tạ kêu biệt. Đi xong rồi. Khoan. Vụ gì nữa? Trước khi đi, hàng thơ hàng biểu đã trao lại thì chàng phải có gì trao lại chứ. Ủa? Có gì trao lại? Nàng có cái gì không? Nàng đâu được có cái gì để trao lại. Có gì trao lại? Đâu có gì đâu trao lại. Có trời gì? Ơi, không có gì nhưng mà đúng rồi. Người ta nói có đúng. Rồi. Đúng rồi. Cái gì? Bảo trọng này là đồ thiệt. Cái công chúa của ta là đồ thiệt. Nếu ba chắc là một thấy không qua đồ thái chúa. Công chúa phải xa. Công chúa là đi chồng. Nghe chưa? Mà đồ đi chồng là phải chủ nhân chiếc nhẫn này. Nghe chưa? Nếu bể công chúa. Quốc trạng ơi, lời tôi đây nói thiệt.
lòng này cảm ơn. Tôi nói nghe vô cùng ai ghé nghe cho trời đời vô cùng gì bất chẳng đi đó đây ôi lòng ta sống trời. Thank you.
bài quân soái à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vào tài đức đó. Hoàng thượng mới cho người ra chốn biên cương, kẹt chặt mong giữ dinh vương. Khanh nói sao, Bạch Điệp chính là Bạch Nguyên à? Phải, giờ đây đã rõ ràng chân tướng. Trời ơi, Bạch Điệp nhanh lên! Lên. Nội giám ơi, nội hạ! Nội giám ơi, sao? Nội giám ơi! Sao? Đội chuyện gì? Chuyện gì? Dạ muôn tâu bệ hạ! Sao rồi? Ông Nguyên Soái! Sao? Thế nào? Sao rồi? Ông đẻ em bé! Trời ơi, đẻ rồi! Quá ông ta! Quá trời ơi! Trai hay gái? Trai hay gái gì em? Con trai! Sao bỏ qua nó mà? Ẩm ra không? Hay lắm! Ẩm ra đi! Bồng ra, bồng ra cho Dương Quân ta nhìn. Trời ơi, lần đầu làm cha chắc Dương Quân hồi hộp lắm. Trời ơi, giống Dương Quân, Dương Quân ta sẽ được bồng quan đáp rồi. Ta mừng quá, là nhờ ở Đức Quý Chi. Trời ơi, nội giám ơi, nội giám. Muốn bị trảm quân thủ hay sao vậy hả? Dạ bệ hạ, cho uống sữa. Trời ơi, uống sữa của Khanh mà muốn lớn cái giống Khanh là chết. Nè, con ta là vàng là ngọc, dạ. Tương như chứng hướng vừa qua, các khanh làm như vậy là sao? Dạ, cấp báo, ai cấp báo? Chuyện gì nữa? Ai cấp báo? Dạ, cấp báo chuyện gì? Chuyện gì? Bệ hạ ơi, bệ hạ bên kia, chúng ta bệ hạ bên đây. Trời dạ, ơi, bên đó công chúa phiên bang. Phiên bang sao? Công chúa phiên bang gì? Đánh chặt à? Dạ, bà tới đây. Bà tới, làm cái gì? Hả? Bà đội chồng. Trời ơi, bà đội chồng. Đội chồng à? Bà tới, bà tới. Cái gì bệ hạ? Đây là tính, đây là phải đánh chứ sao đòi đội chồng. Bình tĩnh, để chậm. Mong có dùng cảm nó lên, chứ nó muốn dùng cảm. Trời ơi, không nữa. Dạ. Ẩm dầu cho mẹ nó. Dạ, nhìn trục phân rồi. Trời ơi. Cẩn thận. Bà tới. Trời ơi, tội nghiệp ấu hoàng quá. Biết có kìa hả, dữ lắm. Xin chào dạ. Công chúa phiên bang. Dạ, thần là công chúa phiên bang, xin đi đầu ra mắt thiên nhan, chúc chỗ thượng tuế tăng vạn vạn tuế. Quả nhân miệng lệ công chúa hai bình thật, chẳng hay công chúa đến tông cào. Để làm gì, và đòi chồng, đòi ai vậy hả công chúa? Muốn tô bệ hạ, chồng của kẻ hạ thần tên gọi Quỳnh à Quỳ. Tôi là nhất kẻ trong mắt chưa bao giờ xa cách. Chỉ đòi bãi trộn và đổi còn ước em tâm lầu. Khi chia tay chàng đã nhận làm tình bảo trời ơi. Mai này Dương Quỳnh, trời ơi, cho cạnh đó à? Công chưa chắc nơi công chúa đây đã có tình đi với Dương Phi. Ngoài xa trường giao đấu tranh hùng đã có tình đi với nhau. Trời ơi, vợ của ta có tình đi với nàng. Không lẽ trời ơi, vậy là sao? Trời ơi, giờ để em giải bài. Dương Quỳnh biết không? Lại trời ơi, ta đố Dương Quỳnh ơi, rồi. Dương Quỳnh biết không? Lúc mà xa trường á, em đây bị bắt mà công chúa để ý đến Nguyên Soái Bạch Nguyên, rồi bảo em làm mai cho Nguyên Soái Bạch Nguyên nhổ biến Tùng Quyền, em làm mai rồi Bạch Nguyên đồng ý để lấy hàng thơ về đây. Ai ngờ bả xuống đây bả đòi chồng mới thiệt đó nha. Trời ơi, thì ra cái lỗi này là tại anh đó hả? Nhổ biến Tùng Quyền mà. Trời đất ơi, như vậy làm sao bây giờ? Nàng chưa có biết đó là Bạch Nguyên là con gái thì làm sao mà lấy. Bây giờ mời ra. Bây giờ để chậm. Bạch Nguyên ơi, dạ xin công chúa cảm phiền. Chồng của công chúa hiện đang vào trong để mà lo sắp nở. Cái gì? Cũng sắp ra rồi. Công chúa thì đợi chồng, còn tôi thì tôi đợi vợ cùng một người. Công chúa bình tĩnh mà xem nha. Tôi đã nói rồi, vậy sao được nè. Trời ơi, mà gì mà cứ đòi làm chồng làm vợ hoài. Mẹ ơi. Dạ
Trời, dễ sợ à. Mẹ à. Gì? Báo tin vui. Tin vui gì? Dạ. Hả? Vợ ta sanh đứa nữa hả? Trời, không ông quá. Ông Hàm dạ, con. Dạ, bà Diệp trở về bà Cha Trang. À! Trời ơi. Tin vậy mà vui hả? Dạ. Trời ơi. Bây giờ sao? Bây giờ Dương Quỳnh ơi phải đến liền. Đến bà Cha Trang trước liền. Đến bà Cha Trang. Phải rồi, phải không? Nhưng mà em nghe nói á, là bà Điệp á, là phải á, có kiểu qua giỏng lộng đến trước nàng, nàng mới chịu về cung. Được rồi, bây giờ Khanh, dạ, hãy lo bà mai bà mối. Dạ. Còn Khanh, dạ, hãy mau báo với quân sĩ lo giỏng lộng kiểu qua trước nàng về dinh. Dạ. Còn công chúa, còn chồng của kẻ hạ thần đâu? Chồng của kẻ hạ thần hả? Chứ nhận. Công chúa à, chồng của công chúa à. Dạ em không chịu đâu, em không chịu. Đâu đó con. Trời đất ơi, công chúa. Công chúa à. Bệ hạ, bệ hạ ơi, muốn gặp lại người thương, trao lại dạy nhẫn. Khi chia tay người có nói, nếu ai là chủ nhân chiếc nhẫn này, trời chính ơi, là chồng của kẻ hạ thần. Vậy à, vậy công chúa, chúng tôi xem thử. Thưa dân. Trời ơi, vợ của tôi tay vậy à, mà đeo chiếc nhẫn vậy. Cái gì vậy? Ý, cái này thấy quen quá bệ hạ ơi. Coi hình như, hình không như phải, là... không phải của ta. Coi chừng hình nhớ. Như là của nữ đệ. Hả? Đó, che quạt kìa. Xin mời nữ đệ. Dạ. Không phải tay này. Gì khóc quay cười à? Vừa rồi. Dạ. Khanh hay quá ha. Dạ. Khanh à, dạ, ngày xưa dạ, người ta làm rớt chiếc hài. Dạ. Cưới được hoàng tử. Dạ. Còn hôm nay á, Khanh dạ, trao chiếc nhẫn, Khanh cưới được công chúa. Dạ. Đồng ý không? Ta dạ, làm ai cho? Sợ bên kia không đồng ý, chứ nếu không em gật đầu liền. Đó. Em để ý từ lâu, Dương Quỳnh hỏi giùm em coi. Được nàng, rồi. Nàng có đồng ý kẻ mũi nhọn này không? Dạ. Thưa công chúa, xin thú thật với công chúa một điều rằng, Bạch Quyên, người mà công chúa thầm thương trộm nhớ, đó chính là vợ của ta. Thì ra đó là Dương Phi này chịu nổi à. Phải, xin công chúa thương tình bỏ lỗi cho. Còn chiếc nhẫn này, còn chiếc nhẫn này là vật đính ước à, của quốc cựu. Hai bệ... chục, hai chục lượng. Bệ hạ, công chúa, đó là chiếc gió bởi cao dài. Thì tôi đâu dám mở ra, ai kia kinh núi luôn nhìn gió cao dài là bài vân. Nay ta xin là ông mai. Ta thật mong hai người. Ôi trời ơi. Ôi đầu nay đã kết xe, ta đi xem sao tìm biêu đàn. Ôi xin hãy đứa ta tội ta, ta đi viết cùng đổi tay. Nhìn ban đầu ta đi mãi vắng đi. Ngày đó đã cao ai, ai đã cao điểm, thì đâu mà chốn ngờ nhau. Nàng ơi, nàng ơi, nàng ơi, quyết kêu nhau tất cả. Ta nói ta chọn đời yêu. Chúng ta mau lên đường đến mặt già trang. Nhanh lên, ta đi liền. Dạ, hãy mau, hãy mau chuẩn bị giọng lộc kiểu qua để ta chứng. Cô dâu đâu? Trời ơi, mừng quá, rớt cái gì nói luôn. À, cô dâu đẹp quá kìa. Trời ơi, đẹp quá, đẹp quá. Ê quên, này của hoàng thượng định ơn. Hoàng thượng ơi, hoàng thượng, có cô dâu rồi, có cô Lâm dâu ơi, rồi. Quỳnh Nguyên đó hả? Quỳnh Nguyên nè, đó, nàng tin chưa, là con gái đó thấy không? Trời đất ơi, hoàng thượng kìa. Hai người tâm tình đi. Trời đất ơi, làm cho ta mất hứng dễ sợ à. Tới tới vậy à. Như Quỳnh ta đúng quá, giống như là mới cưới vợ lần đầu vậy đó. Bớt 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 rung Như Quỳnh. Hoàng thượng, còn rung, bớt bớt. Hoàng thượng, đến năn nỉ đi, năn nỉ. Năn nỉ hả? Ta giọng kìa. Trời
mở vô hả? Quan thượng, thiếp biết không phải lỗi của chàng. Chàng nghĩ thiếp là con trai, cho nên chàng mới như vậy. Thiếp muốn để con lại cho chàng, chàng trở về Bạch Gia Trang là đúng như lời đã nói. Chàng gặp thiếp tại Bạch Gia Trang thì cô dâu phải trở về quê cũ. Nếu như chàng yêu thiếp thì phải đến nơi đây lục lễ. Phải đây làm lễ liền đi huynh. Lễ để qua qua giờ và dọc lòng kiểu quá đã chuẩn bị sẵn sàng. Dương huynh, Dương huynh có dấu về cùng ta. Dương huynh, Dương huynh, Dương huynh, Dương huynh thấy không? Dương huynh, gái một con trong mò con mắt, gái gái một mắt nhìn thấy con Hoàng Nhi đâu? Hoàng Nhi, ta để cho Khanh con mắt nào bây giờ à? Hoàng Nhi của ta đâu? Con đâu rồi hả nàng? Con đâu? Chàng giữ con mà nội chàng ơi! Con đâu? Hoàng tử đâu? Tại sao? Hoàng Nhi đâu? Ê sao bê hà vừa thấy cô này lại bỏ em? Trời ơi! Ta hỏi Hoàng Nhi ra ta đâu? Đâu rồi? Chắc chắn kiến cắn. Trời ơi! Hoàng Nhi! Trời ơi! Đâu rồi? Dương huynh bình tâm. À, nội giám này hay đùa lắm á. Trong ngày vui này cho nên nội giám đùa để cho Dương huynh mà hồi hộp vậy thôi chứ không có sao hết á. Trời ơi, cái gì vậy? Nội giám. Hay quá. Mẹ ơi. Mẹ này vừa mặt giống hạ thần quá. Xấu dữ vậy hả? Để coi. Ta nghi ngờ. Trời ơi, con có đẹp như thiên thần vậy đó. Ta nghi bật đứa bé này nhỏ con giống mẹ. Bây giờ giữa ngày cưới hôm nay chúng ta đã cùng nhau sớm hợp. Còn ngự đề thì đã có chúa tiên rồi. Dạ phải. Còn cái cặp nước với lửa kia, dạ xin bệ hạ chuẩn tấu cho chúng thần được tội nguyện à. Được rồi, ta sẽ tác hợp. Đổi lên bệ hạ cho hai cánh. Vào lúc 20 giờ tối nay cũng tại sân khấu Tiểu Tây An, chúng tôi lên màn biểu diễn gặp màn cải lương kêu hổ mạnh đệ quân. Tối đêm mai các bạn kỳ lộ mạnh đệ quân có sự góp mặt của nam nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Tú Sương, Chí Linh, Dân Hà, Ngân Vân. Trân trọng kính mời quý vị đến xem.